Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sáng ngày 24 tháng 2 trên kênh của bình luận viên Anh Quân News. Tuần này quả thật là một khoảng thời gian tuyệt vời với các huấn luyện viên bóng đá khi ngay sau các trận cầu ở vòng 1/8 cúp C1 thì đêm qua Europa League cũng đã tiếp tục đầy hấp dẫn. Vậy kết quả những trận đấu của các ông lớn ở giải đấu này ra sao? Còn thông tin nóng hổi gì liên quan đến thế giới túc cầu không? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trong tối ngày hôm qua thì tâm điểm của thế giới bóng đá chính là cuộc đại chiến giữa Man United và Barcelona trên sân vận động Old Trafford. Kết quả hòa trận lượt đi khiến cả hai đội đều còn cơ hội và đã nhập cuộc rất quyết tâm. Kịch tính sớm được đẩy lên cao khi Bruno Fernandes phạm lỗi trong vòng cấm và rồi Robert Lewandowski đã mở tỷ số cho Blaugrana trên chấm 11m. Tuy vậy điều này không khiến cho Quỷ Đỏ bỏ cuộc khi đoàn quân của Erik ten Hag đã thi đấu đầy nỗ lực và có được bàn gỡ hòa do công của Fred ở đầu hiệp 2. Sự thăng hoa của đội chủ nhà tiếp tục được thể hiện khi Anthony tỏa sáng và đưa Manchester United vượt lên ở phút 73. Thời gian còn lại không chứng kiến thêm bàn thắng và nửa đỏ của thành Manchester đã chính thức đá bay Barcelona khỏi Europa League năm nay với chiến thắng tổng 4-3 sau 2 lượt trận. Sau khi để Nang cầm hòa đầy thất vọng ngay trên sân nhà của mình thì nhiều khán giả đã lo ngại một kết quả không tốt dành cho Juventus khi họ phải đá trận lượt về trên sân khách. Tuy vậy, bản lĩnh của một ông lớn đã lên tiếng đúng lúc khi lão bà đã có tới 3 bàn thắng vào lưới đại diện nước Pháp và điều đặc biệt là tất cả các pha lập công đều được ghi bởi Angel Di Maria. Hat-trick của cầu thủ người Argentina không chỉ đưa đại diện xứ sở mì ống đến với vòng tiếp theo mà còn giúp cựu sao Real Madrid nhận được điểm 10 tuyệt đối từ Sofascore. Một ông lớn khác của bóng đá Ý cũng có được niềm vui vào tối qua là AS Roma khi đoàn quân của Jose Mourinho đã có chiến thắng 2-0 cho RB Salzburg. Andrea Belotti và Dybala là những người lập công cho đội bóng Á bã chầu và giúp Roma đi tiếp với tổng tỷ số 2-1 sau 2 lượt trận. Vào đêm hôm qua thì người hâm mộ đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha đã đón nhận một tin không vui khi hậu vệ kỳ cựu Sergio Ramos đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Trong những năm tháng đỉnh cao thì lão tướng 36 tuổi đã từng cùng La Roja vô địch cả Euro lẫn World Cup. Nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tay đội tuyển xứ sở đấu bỏ của Ramos được cho là bởi trung vệ này không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên trưởng Luis La Fuente trong thời gian tới nữa. Ngay khi trở về sau trận đại thắng trước Liverpool ở Champions League thì Real Madrid đang phải rất khẩn trương chuẩn bị cho hai cuộc đại chiến ở trước mắt. Cụ thể, thầy trò huấn luyện viên Ancelotti sẽ bước vào trận Derby Madrid cuối tuần này rồi sau đó sẽ là thử thách cực đại mang tên Barcelona rạng sáng ngày 3 tháng 3. Đây là hai đối thủ cực kỳ khó chơi và kênh kênh trắng còn gặp bất lợi khi một vài trụ cột của họ đang gặp vấn đề về chấn thương. Theo tờ AS thì cả Alaba và Rodrigo đều đang gặp tổn thương cơ và gần như chắc chắn vắng mặt trong hai cuộc đại chiến ở thời gian tới. Cách đây nhiều năm thì Xavi cùng Messi chính là những hạt nhân quan trọng trong giai đoạn thành công rực rỡ của Barcelona ở lục địa giả. Điều này dẫn đến tình bạn khăng khít giữa hai huyền thoại này và các culé đang hy vọng mối quan hệ gắn bó đó sẽ giúp thuyền trưởng của Barcelona thuyết phục thành công M10 về với Camp Nou trong mùa hè năm nay. Điều này càng trở nên có cơ sở khi mới đây, ông thầy người Tây Ban Nha đã chính thức lên tiếng. Tôi đã nói rằng Barcelona là nhà của cậu ấy và cánh cửa luôn rộng mở với Messi. Cậu ấy là bạn tôi và chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Tất nhiên tương lai sẽ do cậu ấy quyết định và nó phụ thuộc vào những gì mà Messi thực sự muốn làm. Mặc dù là một trong những bản hợp đồng kỷ lục của Chelsea trước mùa giải năm ngoái nhưng màn trình diễn sau đó của Lukaku thực sự là một nỗi thất vọng. Tiền đạo người Bỉ không đảm bảo được hiệu suất ghi bàn ổn định và được đem đi cho Inter Milan mượn ngay khi phiên chợ hè mở cửa. Tuy vậy, theo cựu cầu thủ Rio Ferdinand thì The Blue nên cho chân rút 29 tuổi thêm một cơ hội nữa ở Stamford Bridge. Phát biểu trước giới truyền thông mới đây, Ferdinand cho biết: "Tôi nghĩ ban huấn luyện mới của Chelsea hãy cho Lukaku một cơ hội. Họ không có ai đủ tin tưởng vào lúc này khi mà Aubameyang thậm chí còn không có mặt trong danh sách đăng ký cho Champions League." Khi mà rất nhiều tân binh đã cập bến The Blue trong thời gian vừa qua thì gần như chắc chắn đội bóng Tây London sẽ thanh lọc bớt đội hình ở mùa hè sắp tới. Một trong những cái tên đang đối diện nguy cơ bị Chelsea bán thì khá cao là Christian Pulisic. Khi ngôi sao người Mỹ hiếm khi đáp ứng được kỳ vọng của các cổ động viên và thậm chí còn hay mắc chấn thương. Điều này dẫn đến khả năng Pulisic rất dễ chia tay The Blue khi mà mới đây theo nhà báo
Khachatryan thì Atletico Madrid đã bắt đầu làm việc với Chelsea để sớm đưa anh về sau đây vài tháng. Trong số các huấn luyện viên đang thất nghiệp thì Mauricio Pochettino là một trong những người đang được các đội bóng lớn săn đón nhất. Ông thầy người Argentina chưa cầm quân ở câu lạc bộ nào kể từ khi chia tay Paris Saint-Germain, nhưng điều đó có lẽ sẽ sớm chấm dứt. Theo chuyên gia Santin Fabrizio Romano thì cựu huấn luyện viên của Tottenham đã sẵn sàng quay trở lại ở cầm quân và đang chờ đợi những lời mời chào hợp lý nhất. Nhà báo người Ý cũng tiết lộ Chelsea đã từng tiếp cận Pochettino sau khi sa thải Tuchel cách đây gần nửa năm. Mặc dù kỳ chuyển nhượng mùa đông đã qua được khá lâu nhưng mới đây thì một thương vụ hụt mới chính thức được bật mí. Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại Anh Arsenal đã thất bại trong việc chiêu mộ cầu thủ đang thuộc biên chế Barcelona là Rafinha trong mùa đông vừa rồi. Các nguồn tin cho biết pháo thủ đã đưa ra lời đề nghị 70 triệu euro nhưng vẫn bị Blaugrana từ chối. Đoàn quân của Xavi đã quyết định giữ lại ngôi sao người Brazil và cho đến hiện tại thì Rafinha đã có 7 bàn cùng 9 kiến tạo ở mùa này. Với tư cách là một trong những tài năng sáng giá nhất của xứ sở sương mù ở thời điểm hiện tại, thì tương lai của Jude Bellingham đang ngày càng nóng lên. Ngoài sự đồn đoán liên quan đến một vài ông lớn thì mới đây, Manchester United được cho là đã trở lại thương vụ với ngôi sao của Dortmund với nhiều sự tự tin. Nguyên nhân của việc này đến từ thành tích khá tốt gần đây của Quỷ Đỏ và khả năng họ sẽ rủng rỉnh về tài chính nếu thành công trong việc đổi chủ. Hai yếu tố này sẽ là cơ sở để nửa đỏ thêm Manchester có thể thuyết phục Jude Bellingham về với Old Trafford càng sớm càng tốt. Vòng knockout Champions League năm nay đã đi qua một nửa chặng đường và các cổ động viên phần nào đã nhận diện được các ứng cử viên có thể nâng cao chiếc cúp tay vòi ở cuối mùa. Và không để các fan hâm mộ đợi lâu thì mới đây, tờ 538 đã tính toán xác suất vô địch Champions League của một vài ông lớn. Theo đó, Bayern Munich được đánh giá cao nhất với khả năng lên ngôi là 22%, xếp ngay sau hùm xám là Manchester City với 21%, trong khi dù đã hủy diệt Liverpool 5-2, nhưng Real Madrid chỉ xếp thứ 3 với tỷ lệ là 15%. Vào cuối tuần này thì tâm điểm của bóng đá Anh sẽ là trận chung kết Carabao Cup giữa Manchester United và Newcastle. Trước khi cuộc thư hùng này diễn ra thì Trích Chòe đã nhận được một nguồn động viên cực lớn khi giới chủ đã hứa thưởng cho cả đội 1 triệu bảng nếu họ quật ngã được Quỷ Đỏ. Con số này thậm chí còn cao gấp 10 lần số tiền mà ban tổ chức sẽ trao cho nhà vô địch và chắc chắn sẽ khiến các học trò của Eddie Howe chơi một trận để đời với Manchester United. Bỏ lại sau lưng những tranh cãi và phong độ ở trên sân thì mới đây hậu vệ Cucurella đã có niềm vui rất lớn khi gia đình của anh vừa chào đón thêm một thành viên mới. Hậu vệ của The Blue đã ngay lập tức đăng ảnh con gái của mình lên mạng xã hội và nhận về rất nhiều lời chúc mừng từ các cổ động viên. Mặc dù không thể giúp Manchester City giành được chiến thắng trong trận cầu mới đây, nhưng bàn thắng vào lưới của RB Leipzig khiến Real Madrid có quyền tự hào. Cụ thể, đây đã là pha lập công thứ 20 của ngôi sao The Citizen tại Champions League và anh hiện là một trong 5 cầu thủ châu Phi duy nhất làm được điều đó. Các ngôi sao khác của lục địa đen đã ghi từ 20 bàn trở lên ở Champions League đều là những tên tuổi lẫy lừng như Didier Drogba, Samuel Eto'o, Mohamed Salah cùng Sadio Mane. Cú đúp mới đây vào lưới của Liverpool không chỉ giúp Benzema nâng cao thành tích ghi bàn mùa này mà còn đưa ngôi sao người Pháp đến một thống kê rất đáng tự hào. Cụ thể, chân sút của cánh cánh trắng đã có 18 bàn thắng vào lưới của Big Six ở giải Ngoại hạng Anh, mặc dù anh chưa từng khoác áo đội bóng nào tại xứ sở sương mù. Thành tích của Benzema còn ấn tượng hơn con số 15 pha lập công của chân sút cự phách từng khoác áo The Kop, đó chính là Luis Suarez. Mặc dù có màn ra mắt khá tốt trong trận đấu giữa Chelsea và Liverpool cách đây không lâu nhưng có vẻ như Mikhailo Modric đang chơi chưa như được kỳ vọng trong thời gian gần đây. Tài năng người Ukraine chưa có bàn thắng ra mắt Chelsea và đã cùng The Blue đi qua một chuỗi trận khá thất vọng. Tuy vậy, giám đốc thể thao của Shakhtar Donetsk là Dario Sna vừa đánh giá rất cao cầu thủ cũ của mình qua phát biểu. Chelsea bây giờ không có phong độ tốt và Mikhailo cũng vậy, nhưng cậu ấy sở hữu đủ các phẩm chất để trở thành một trong những cầu thủ hay nhất Premier League trong 2 năm tới. Modric là một trong 3 cầu thủ giỏi nhất ở vị trí của cậu ấy tại châu Âu. Sau Kylian Mbappe và Vinicius thì chính là Mikhailo Modric. Mặc dù mùa giải đang bước vào giai đoạn bản lề nhưng dường như các ngôi sao ở Inter Milan vẫn chưa tìm ra cách để hòa thuận với nhau. Chỉ ít ngày sau khi Lukaku cùng Nicolò Barella xô sát ở Serie A thì mới đây điều tương tự đã xảy ra ở Champions League. Cụ thể, giới truyền thông đã quay lại cảnh thủ môn Andre Onana hét vào mặt Edin Dzeko sau khi tiền đạo kỳ cựu có một lời nhắc nhở với người đàn em. Nguyên nhân được cho là bởi Dzeko muốn Onana nhanh chóng quay lại trận đấu mà không cự cãi với trọng tài nữa.
Đối với người hâm mộ bóng đá châu Âu thì cái tên Dejan Lovren chắc chắn đã không còn xa lạ. Trung vệ sinh năm 1989 đã có nhiều năm chơi bóng cho Liverpool và đã từng cùng lữ đoàn đỏ vô địch Champions League vào mùa giải 2018-2019. Trên phương diện quốc tế thì hậu vệ 33 tuổi cũng đã có rất nhiều thành công, với điển hình là ngôi vị Á quân cùng Croatia ở World Cup 2018. Tuy vậy, do những lo ngại về tuổi tác nên mới đây Dejan Lovren đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế và sẽ tập trung đá cho câu lạc bộ trước khi giải nghệ. Như vậy là chúng ta đã đi hết những thông tin có trong video ngày hôm nay. Giờ đã là thứ 6 và chúng ta chuẩn bị lại bước vào một cuối tuần sôi động nữa ở các giải đấu lớn. Thông tin bên lề và kết quả của những trận đấu có sự tham gia của các ông lớn sẽ được mình cập nhật liên tục trên hệ thống kênh của bình luận viên Anh Quân. Các bạn hãy nhớ đón xem, còn giờ thì xin chào và chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và bình an.